Chị xin chào ông bà cô chú anh chị đến với kênh năm chị em xa xứ nha. Thì kính chúc ông bà cô chú anh chị một ngày mới thật là vui vẻ hạnh phúc bên gia đình của mình. Giờ này thì ăn cơm cô chú anh chị. Ăn cơm với lại dĩ thịt gà. Thịt gà luộc với lại đây là nước muối nè, muối ớt. Muối ớt với lại tắc chanh. Và một tô canh cô chú anh chị. Có muối ăn trái cây nữa, muốn chấm muối nào thì chấm cô chú anh chị ạ. Thủy mời ông bà cô chú anh chị ăn cơm với Thủy nha. Nhà Thủy đang ăn gia đình cô chú anh chị, nhưng mà mấy đứa con Thủy nó không có thích quay video cho nên Thủy không có cho vô luôn. Mình tôn trọng ý kiến của con ha cô chú anh chị ha. Ủa, cái này gan heo hả mà. Đây là gan heo nè cô chú anh chị. Dĩ gà. Hồi bữa một con gà lận mà nhà Thủy ăn có hết. Ăn nửa con à. Rồi bây giờ còn nửa con lấy ra luộc luôn. Ngon. Gan heo. Hồi nhỏ Thủy thích ăn gan heo. Thủy mời ông bà cô chú anh chị ăn cái miếng gà, thịt gà luộc ngon cực kỳ. Thịt gà chấm muối ớt ngon lắm cô chú anh chị. Ăn với miếng cơm. Ra một miếng hạt cho bánh bao. Chị nó nhảy vô bàn. Bánh bao nó đói bụng nó rồi ăn. Thế ô cũng thật thật để ăn được. Cái này là tim gà. Cái này là cái đùi gà này cô chú anh chị, mà Thủy chỉ ăn thịt thôi không ăn cái da. Cho con nè. Con Thủy nó cũng không ăn da, Thủy đưa cho anh mãi. Thịt gà chấm muối ớt ngon cô chú chị. Lá chanh nè. Rất là thơm. Nhắc mấy miếng lá chanh vô ăn. Thịt gà phải có lá chanh. Thơm. Cái nước sáo gà của chú chị bỏ bí vô nấu nó thơm ngon mà Thủy thích ăn đó, ăn nhiều luôn á. Tại vì chị gái Thủy bán hết bí rồi, Thủy mới lấy cái trái bầu thì về để bỏ vô ăn cũng ngon, nhưng mà so trái bầu với trái bí ngon hơn.
Ai muốn ăn bồi, ai muốn bí là ăn. Cảm ơn hả? Tình sáng ngủ dậy ăn ít á, ăn kiều ăn nhiều. Ngày hôm qua sẽ đi dưới miền Tây An Giang, chỗ ngang Đức Thầy của chú anh chị đông nghẹt luôn, đông quá trời, đông quá trời người, trong đó có nhiều người móc túi đó. Ngày hôm qua chị gái Thủy á đứng làm lễ, có cái bà ở trong đó bác cũng đứng ở trong đó làm lễ, nhưng mà mấy người đó là mấy người lừa đảo á. Người ta lấy cái tay gì nè cô chú anh chị, mò nhị lắm, mò y như là bằng y như con kiến nó đi từ 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 mò vô, đút vô cái túi của chị gái Thủy luôn. Xong chị gái Thủy á, người ta tưởng là mình lo mình làm lễ mình không có để ý ai, về sau hơn lắm cô chú anh chị gái Thủy á có cảm giác tự nhiên có người xong thọc vô cái túi luôn. Trời ơi, chị gái Thủy la lên, nói là la nhỏ thôi, ui sao cô bỏ cái tay vô túi á. Xong rồi bả nó nín thinh à, xong rồi chị gái Thủy á là muốn dằn cho bả một lần cho bả sợ, mà đang làm lễ chị gái Thủy sợ rồi không trang nghiêm á, đang rước thầy cho nên không trang nghiêm việc ấy. Xong chị gái Thủy hó qua Thủy, chị gái Thủy nói coi chừng móc túi á nha, hồi nãy có người móc túi tao đó. Xong rồi bả lủi ra về sau bả đi, không là mắc cọc tiền luôn. Còn chồng Thủy nói ở ngoài đường có thằng đó cũng móc túi, xong người ta móc túi xong cái anh đó anh quay qua anh phát một phát, anh đánh một bục tay, xong anh kêu la công an tới bắt luôn. Đi những cái chỗ đám đông á cô chú anh chị là toàn là lừa đảo móc túi, rồi nhất là móc túi có đồng bọn hết luôn ha. Đi đường sợ không biết người nào thiệt người giả. Chỗ ngang nào mà đám đông đó, là chỉ có nhiều người lừa đảo, nhiều người không có nhiều người ta trà trộn vô người ta vào. Lợi dụng á cô chú kìa, nên rất là sợ. Bánh bao đói bụng cô chú kìa, tí nữa Phương Anh cho nó ăn. Con ăn da không, muối ớt rất là ngon luôn, cái chén muối ớt quết vô. Thương nó ăn thương rồi con, chị Phương Anh cho ăn cho thấy không, đừng bánh ta có đồ ăn của bánh ta cô chú chị, còn không có đồ ăn thì Phương Anh chỉ xí thịt gà nhỏ thôi. Ngày hôm qua đi, năm nào chị em thấy cũng đi xuống Đức Thầy thăm thầy Đức Mình Giáo Chủ. Rất là đông luôn. Mà ngày hôm qua
Thủy đi rất là nhiều lần rồi mà chưa có lần nào mà mưa lớn nhất như năm nay nha. Thủy ăn con chén cơm rồi. Thủy mới đi bán phụ chị gái của Thủy về. Muốn ăn thêm một miếng gà nữa nhưng mà no rồi. Lê Kim Ma dì Út bán. Con gái của Thủy nó hỏi Lê Kim Ma ở đâu. Lê Kim Ma dì Út bán. Có người miền Bắc á thì gọi quả trứng gà, người miền Nam gọi là Lê Kim Ma. Ủa sao con bỉ có miếng không? Con bỉ cho miệng miếng mày ăn luôn coi. Cái trái Lê Kim Ma nó rất là bự luôn cô chú anh chị. Con bỉ cho con ăn đây. Mà ăn cái này á, một trái ăn nổi luôn cô chú anh chị. Mà cô chú anh chị thấy cái miếng nó bự không? Chứng tỏ là cái trái nó rất là bự. Ăn miếng không? Cái này nè, ai mà bệnh đau bao tử á, sáng dậy ăn một trái hay một nửa trái, sáng nào cũng vậy ăn trước mới ăn. Đây nè cô chú anh chị. Một trái nó bự ghê không? Một cả nhà Thủy á, mấy đứa con Thủy rồi chồng Thủy ăn hết miếng hết một trái. Ăn cái này là cho vui vô ấy, cái này là tuổi thơ nè cô chú chị, chứ ăn viên trái nó ngán lắm. Ai mà đau tử sáng nào cũng ăn một trái nửa trái gì đó rồi xong mới ăn sáng, nó chán bao tử cô chú chị ngon. Ngọt như đường nữa, ngọt như đường nữa. Cái này nó chích quá à. Nó chín quá nó ngọt. Có một trái này nó có một bên nó bị hư ha, không biết có hư không. Xong ngon, ngon ăn hết không ơi, ăn hết dạ. Ngon không ăn hai quá trời ngon. Cái cùi này có chứng chỉ. Một bên nửa trái bị hư chắc ăn mãi bỏ rồi. Bên này là trái. Con ăn miếng mày ăn miếng không? Dụ hiền. Đây, để chi? Đi con. Nè con ăn miếng nhỏ nè. Quá ngon mà thì ăn không hết. Không biết để ăn hết nữa. Đây là tuổi thơ của Thủy ngày xưa rồi cô chú chị. Ngày xưa thích ăn trái này á, đi hái. Quá ngon. Ngán rồi đó. Ngán rồi. Ngon lắm. Ngon lắm.
thật sự rất là ngán, nhưng mà dán ăn chứ không, mình không ăn mình để tới chiều mới xỉ dở. Anh đang ăn cái hộp của nó ở xuống kìa. Ngon. Quá ngon rồi. Ngon. Nò dữ lắm rồi của chính chị chắc. Quá ngon. Ngon cực kỳ. Video của Thủy đến đây chắc cũng dài, của chúng chị chắc Thủy xin dừng video tại đây để Thủy nghỉ ngơi. Trước khi dừng video, Thủy xin ông bà cô chú anh chị cho Thủy một cái like, một lượt chia sẻ. Của chú anh chị nào yêu quý kênh Thủy nhớ đăng ký kênh cho Thủy với nha. Nhớ ấn vào cái chuông nữa để nhận thông báo từ video mới nhất của Thủy. Giờ Thủy chào tạm biệt bà cô chú, hẹn gặp lại bà cô chú lúc sau, bye bye.